Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Veloci, một dòng xe đạp khung carbon cao cấp đến từ thương hiệu của Ý. Xe thì được sử dụng bộ full bộ group chuyển động Shimano 105, đùi đĩa trục rỗng, toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản chính hãng. Toàn bộ phần khung thì như các bác thấy trên hình toàn carbon, full carbon. Thương hiệu Java cực kỳ là quen thuộc và nổi tiếng trên toàn thế giới, thương hiệu của Ý. Sử dụng nước sơn các quan trần phủ bóng rất là đẹp. Các bạn nhìn trên hình toàn logo. Hôm nay em về là tông màu xanh đen nhé. Thì chiếc xe này em về được về rất nhiều lần và được rất nhiều các bác xem kênh em hay là khách hàng ưa chuộng. Thì em lại về thêm một chiếc nữa size 46 để cho các bác xem. Tổng thể xe thì còn rất là mới, tương đối mới. Chỉ có là xuất hiện những cái vết xước nhỏ do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi không thể tránh khỏi. Sử dụng full bộ chuyển động Shimano 105 với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đùi trục rỗng DK. Và vành nhôm cao bản cũng là DK luôn. Nguyên zin các bác nhé. DK là dòng phụ tùng sản xuất riêng cho xe Java. Vành mây ơ nguyên zin nguyên bản hết, mây ơ cuối lỗ ghi vòng. Phanh ba mảnh có tích chu, mây ơ trước cũng là mây đi ca bi vòng luôn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, đưa khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 46 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 71-72 thì phù hợp. Trang bị 11 tầng lít, 2 tầng đĩa, 22 độ khác nhau. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 17.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.